Rapper thời xưa thì như thế nào? Những cái năm tầm 2006, 2008 á, cái văn hóa hip hop nó mới du nhập vô Việt Nam. Không phải giống như là những cái bạn rapper bây giờ. Anh thấy rapper bây giờ rất là có giá, rồi có tiền rồi. Nói thẳng là thời đó rapper không có kiếm được một đồng nào hết trơn á. Là cái thời đó nó, cái việc mà một cái bài nhạc nó phát ra rồi người ta biết cái mặt cái người hát đó là hai chuyện khác nhau. Thời đó nhạc rap còn bị để vô một cái mục là nhạc chế. Thậm chí mình đi ra cái tiệm net, hay là mình ra những cái chỗ mà quán cà phê, quán trà sữa, hay là bia, nói chung là những tụ điểm giải trí á, mình thấy cái bài nhạc mình đang phát ở đó mọi người hát theo, nhưng mà người ta không biết mình đang đứng đó. Anh có nhà, anh có xe, băng ở cao có con số tỷ, không phải là anh muốn khoe mà là anh đang tự kỷ. Sao anh giàu sao mà anh lại quá fame, yeah, hôn nhân trong fan list toàn là nick của các em.